Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc mới đây tuyên bố họ đã phát triển thành công một loại vật liệu nano có thể đạt tỷ lệ ức chế khối u lên tới hơn 80%. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ cải thiện kết quả điều trị ung thư và các bệnh liên quan. Được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Giao thông Tây An, vật liệu nano mới có thể thực hiện sự điều hòa độc lập trong các cơ thể sống dựa theo nhu cầu và cải thiện hiệu quả sản xuất các loại oxy hoạt tính Vật liệu nano của chúng tôi có thể tồn tại tốt trong các tế bào khối u, chọn lọc thông minh các tế bào u và tế bào ung thư, đồng thời tránh tiêu diệt các tế bào bình thường và mô. Bằng cách này, dự kiến sẽ đạt được hiệu quả điều trị tốt. Nghiên cứu trên hiện vẫn nằm trong phạm vi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Sắp tới, nhóm nghiên cứu sẽ hợp tác với các bệnh viện liên quan để có thể ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư.